Mới đây, Hiệp hội Xuất khẩu và Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam Vietcraft đã phối hợp với Trường Thiết kế Loang Thụy Điển và Tổ chức Tư vấn và Đào tạo Quốc tế SIQUA Đức tổ chức hội thảo nghệ thuật thu hút khách hàng châu Âu thông qua hình ảnh doanh nghiệp. Tại hội thảo, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã được các chuyên gia đến từ châu Âu chia sẻ những kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường EU. Việc nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm thông qua truyền thông, kỹ năng tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, v.v. Đặc biệt là những vấn đề quan tâm hàng đầu của châu Âu đối với hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu vào EU như việc sử dụng lao động, vật liệu, quá trình sản xuất. Hội thảo này nằm trong dự án phát triển thiết kế và thương hiệu bền vững cho ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam do Ủy ban châu Âu tài trợ. Đến nay, dự án đã hỗ trợ phát triển 50 bộ sản phẩm bền vững, định hướng xây dựng thương hiệu cho 200 doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Việt Nam, hỗ trợ thành lập thư viện với 500 mẫu đan, hoa văn, mẫu gốm, v.v. Thời gian tới, dự án tiếp tục triển khai phát triển liên kết thị trường EU cho 20 doanh nghiệp Việt Nam, 50 doanh nghiệp đầu tư phát triển bộ sưu tập sản phẩm bền vững, 20 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn thương hiệu quốc gia thủ công mỹ nghệ Việt Nam.